thư copy cái 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 email để uh, hồi nữa xong đấy thì báo tôi có thông báo là cái câu hỏi đã được trả lời như vậy thì quý vị sẽ dễ theo dõi hơn uh, thư sư con vẫn duy trì hành thiền nhằm an là tĩnh tâm không mong cầu sở đắc gì cả nhưng thời gian gần đây con thường xuyên bị phóng dật không thể tĩnh tâm được con đã thử nhiều cách như đếm hơi thở niệm phật mà tâm vẫn bị phóng dật sư có thể chỉ cho con cách kìm nén hay loại bỏ phóng dật được không uhm, cái việc mà mình phóng dật á thì mình phải xét coi nó có rất nhiều những cái nguyên do thứ nhất à, là do cái giới của mình không có trong sạch nó có thể dẫn đến phóng vật xét coi cái giới mình có trong sạch hay không hoặc là mình có nghi ngờ về giới hay không có một vài vị tu sĩ ấy, khi mà vị đó hành thiền ấy, à, vị đó xét về giới đó vị đó đâm ra nghi ngờ không biết hồi xưa mình thọ cụ túc giới nó có đúng hay không nó có đúng pháp hay không thành ra vì đó phải đi xin thọ cụ túc giới trở lại đến cái mức độ như vậy để quý vị thấy là cái giới nó là một cái điều rất là quan trọng nếu như cái giới của mình có vấn đề có trục trặc á thì mình sẽ phóng vật ừ. cái người hỏi làm ơn gạch đầu dòng nhiệm sư đầu tiên xét có giới mình có vấn đề hay không cái thứ hai à, là xét coi mình có cái dự định gì hay không. Chỉ cần quý vị có cái dự định gì là quý vị không có hành thiền được. Ừ. À, cái thứ ba là xét coi mình có cái hứa hẹn gì chưa có làm hay không. Rồi cái thứ tư là mình coi coi là mình còn có cái bổn phận gì mà mình chưa có hoàn thành hay không. Ví dụ như còn có trách nhiệm, còn có việc chưa phải làm mà mình chưa có làm đó. Thì coi coi là mình có hay không. Ừ. Rồi mình phải xem coi đó. Ờm à là mình có làm việc quá nhiều hay không tức là tham công tiếc việc tức là ngày hôm đó đó mình có làm việc nhiều quá hay không cái việc mà ngoài ra cái việc hành thiền đó. có hay không có thì phải bỏ ừ. à, nhất là những người ví dụ như uh, xem phim lướt facebook uh, lướt youtube uh, chơi game uh, hoặc là chỉ đơn giản là nói chuyện tám Hứng? rồi hoặc là đơn giản là đi làm tiếp xúc với người này tiếp xúc người kia mình gọi là sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần á thì khi mình hành thiền nó cũng không có yên đối với một người mà họ muốn hạn chế tối đa hạn chế tối đa cái việc mà họ bị phóng tâm á thì cái đời sống mà thiền định của họ đó nó chỉ đơn giản là gồm có họ và đề mục thiền thôi thường một vị tu sĩ thường một vị tu sĩ uh, uh, đi chân đất và khi mà vào cốc vì đó rửa chân mà quý vị biết là đối với những vị riêng một số vị đó, mà vì đó có thể có thể tránh luôn tức là vì đó được mang dép để chi để khi vì đó đi ra đi vô tập trung vào đề mục thiền của mình vì đó không bị cái việc rửa chân làm cho mất định rồi có những vị đó vì đó chú tâm đến cái việc hành thiền uhm, đến cái mức là vì đó suốt nhiều tháng trời không có tắm bởi vì cái việc tắm đối với cá nhân vì đó nó khiến cho nó khiến cho vì đó bị phân tâm quý vị nhắm làm được chuyện đó không mà mình á mỗi ngày mỗi tắm rồi mình lo chuyện nọ mình sợ chuyện kia thì đến khi mình nhắm con mắt mình lại thì những cái cảnh hồi ức làm sao mà nó không có hiện khởi ừ? rồi sáu căn của mình á ngày thường á nó trắng ra là vào cái lúc mình không có hành thiền á nó phóng dật theo các cái đối tượng của nó mắt muốn nhìn cái gì nó nhìn tai muốn nghe cái gì nó nghe rồi cái đầu mình muốn nghĩ cái gì nó nghĩ thì đến khi mình hành thiền nó giống như cái con khỉ mà mình bắt nó phải ngồi yên một chỗ thì làm sao nó chịu ngồi ừ? ngày thường mình cứ để cho con khỉ nó chạy đông chạy tây nó chạy quen giò rồi nó chạy quen giò quen cẳng rồi và bây giờ mình chỉ có một vài tiếng đồng hồ mình bắt nó ngồi yên một chỗ thì nó ngồi làm sao được. Ngồi yên không nổi. Thì nó quen rồi. À, thành ra quý vị làm ơn dùm sư gạch dùm sư mấy cái gạch đầu dòng đó. Ừ. Giải quyết những cái gạch đầu dòng đó thì mình mới mong cái chuyện mình ngồi yên ngồi nó yên được. Ừ. Rồi. À, thêm một cái vấn đề nữa là cái này là dành cho người mới dành cho người mới là như thế này sư không quan trọng quý vị trong một cái thời gian hành thiền quý vị phóng vật bao nhiêu sư chỉ quan trọng là trong suốt thời gian hành thiền quý vị chánh niệm được bao nhiêu như vậy là đáng quý rồi Sư lấy ví dụ như à, ngày hôm nay à, hành thiền nửa tiếng đồng hồ mà mình chánh niệm được 3 giây được rồi là mình có 3 giây công đức ha mình có 3 giây công đức hôm nay trong nửa tiếng đồng hồ mình ngồi thiền mà mình được 5 giây chánh niệm thì mình được 5 giây công đức hôm nay mình hành thiền mình được một phút chánh niệm thì mình được một phút công đức cho nên quý vị phóng tâm thì nó đừng có sợ chỉ quan trọng là mình ráng mình giữ gìn chánh niệm thôi phát hiện phóng tâm lúc nào thì kéo nó lại quay trở lại với chánh niệm như vậy là được rồi